Con này gì đẹp quá Tiên ơi. Con này nè. Con này nè. Cái bộ này thôi. Con nói nhiêu tiền? Cái bộ này. Cái rồi nhưng mà mẹ đang quấy đây. Quấy đây xong đó. Trời ơi con này đẹp quá, em mua con này đi Tiên. 740 ngàn. Con này hả? Ừ. Băng hả? Ừ. Đẹp. Rồi con gọng thì mua mẹ thích nè. Nhưng mà thôi con nó không quay không mua đâu. Tôi thấy con này đẹp nhất. Con băng nào, con băng này hả? Con băng trắng hay con băng này? Con này nè, con gọng băng. Cái này nhìn nó không khuôn bằng con này. Trời ơi, một thế giới khủng long luôn. Mấy con khủng long này đẹp quá. Ủa Tiên, rùa này rùa biển hay rùa nước? Rùa này rùa nước đúng không? Ý con nai này ở nhà có nè. Tiên con nai này ở nhà có nè. Mai Kingdom này là có nhiều này.